Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 18 tháng 10 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do với những nội dung chính sau đây. Việt Nam chuẩn bị kịch bản ứng phó cho những đợt dịch mới. Công an đề nghị truy tố người tự xưng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận 7. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hứa sẽ giải quyết dứt điểm tồn tại ở Thủ Thiêm. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận người bán vé số làm đủ nghề, chờ ngày được bán trở lại. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 18 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam ra clip hướng dẫn 6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19. Theo clip này, Việt Nam nhấn mạnh việc xây dựng năng lực ứng phó đối với ngành y tế, bao gồm việc đào tạo để truy vết dịch, tăng cường khả năng thu dung và điều trị chăm sóc người nhiễm bệnh. Ngoài ra, clip cũng có hướng dẫn về xét nghiệm các trường hợp nhiễm bệnh, thay vì đại trà thì chỉ ở những vùng nguy cơ cao. Cách ly y tế không yêu cầu tập trung. Tiêm phòng vaccine ưu tiên đối với người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và công nhân làm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các nhà khoa học đầu ngành để bàn giải pháp khoa học công nghệ phòng chống dịch trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, ông Đam yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục khẩn trương triển khai chương trình nghiên cứu vaccine cho người đến năm 2030 và các chương trình, nhiệm vụ khoa học phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý đến vấn đề dự báo diễn biến dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh tương tự trong tương lai, công nghệ xét nghiệm thuận tiện, giá thành chấp nhận được cho số đông. Phó Thủ tướng yêu cầu trong 3 tháng phải có một hướng dẫn đến cả mạng lưới y tế cơ sở để giám sát dịch COVID-19 và các dịch tương tự tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu tiếp tục giữ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh, dù Đồng Tháp theo nghị quyết 128 của chính phủ thuộc nhóm nguy cơ trung bình, nghĩa là cấp độ 2. Lý giải việc tại sao vẫn duy trì các chốt kiểm soát liên tỉnh, ông Nghĩa nói do tình hình dịch bệnh trong khu vực, mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Theo thống kê, tính đến ngày 18 tháng 10, Đồng Tháp ghi nhận tổng cộng 9.269 ca nhiễm COVID-19. Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 800 ca nhiễm, gần 60% dân số tỉnh được tiêm mũi 1 và hơn 8% được tiêm mũi 2. Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày 18 tháng 10 ghi nhận thêm 38 ca dương tính nCoV-2, nâng tổng số ca cộng đồng từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 lên 92 trường hợp. Mặc dù về đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Phú Thọ cũng đang ở cấp độ 2. Trước diễn biến dịch phức tạp, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có công văn yêu cầu dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ, tôn giáo, hoạt động thể thao, đồng thời dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, sông hơi, quán bar, internet, nhà hàng, quán ăn. Việc học trực tiếp cũng bị tạm dừng tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, nơi đang được đánh giá có chuỗi lây nhiễm cao. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 10 thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, người tự xưng thuộc Ban Chỉ đạo chống dịch để thị uy tại siêu thị. Tội danh truy tố ông này là chống người thi hành công vụ. Kết luận điều tra của Công an quận 7 rằng ông Hồ Hữu Nhân cùng vợ đến siêu thị tại khu vực quận 7 để mua sữa cho con và một số hàng hóa tiêu dùng. Tuy nhiên, thời điểm này đang siết chặt giãn cách, ai ở đâu yên đó. Người dân không có việc cần thiết thì không được ra đường. Các hệ thống siêu thị không được bán hàng cho người dân mà phải thông qua hình thức đi chợ hộ. Ông Nhân đã lớn tiếng gây rối khi nhân viên siêu thị từ chối bán hàng và rút thẻ ra và nói thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7 và yêu cầu gặp quản lý tòa nhà. Cơ quan điều tra khẳng định ông Nhân không phải là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7
và cũng không phải là thành viên của ban chỉ đạo bất kỳ tổ chức nào. Cơ quan điều tra xác nhận thẻ mà ông Nhân rút ra hù dọa vào thời điểm đó là thật nhưng đã hết hạn và do bạn cho mượn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết thông tin vừa nêu hôm 18 tháng 10. Gần 20 năm qua, người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhận nhiều lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo, tuy nhiên hiện nay họ vẫn chưa nhận được đền bù một cách thỏa đáng. Ngoài vấn đề Thủ Thiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Hòa Bình còn cho biết thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vướng mắc ở những dự án trọng điểm như nạn ngập lụt do triều cường, dự án metro số 1, dự án Lotte v.v. Công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, CEO khu du lịch Đại Nam, bị nhóm ông Võ Hoàng Yên và luật sư hành hung khi làm việc tại trụ sở công an. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 17 tháng 10, tuy nhiên không nói rõ ai là người khẳng định thông tin này. Tin cho biết, bà Phương Hằng trong buổi livestream tối 17 tháng 10 khi chia sẻ về nhiều vấn đề xoay quanh vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên cho hay, bà đã đến trụ sở công an để đối chất với ông Võ Hoàng Yên sáng ngày 16 tháng 10. Theo lời bà Hằng, bà đã bị 5 người gồm ông Võ Hoàng Yên và các luật sư hành hung, sỉ vả, nên bà đã phải cầu cứu một công an, và người này sau đó phải gọi điện kêu thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự. Bà Hằng khẳng định sẽ làm đơn gửi bộ công an trích xuất camera 5 người hành hung bà cùng lúc trong phòng làm việc tại trụ sở công an. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh, trước đó cũng cho báo giới nhà nước biết hiện đơn vị đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Ngày 18 tháng 7, vụ việc bị tạm đình chỉ việc giải quyết. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình hôm 18 tháng 10 cho biết, hai người dân tỉnh này bị nước lũ cuốn mất tích. Nạn nhân thứ nhất bị lật thuyền khi vượt sông Kiến Giang sang hồ tôm của gia đình để thu dọn đồ đạc. Nạn nhân thứ hai bị nước lũ cuốn trôi khi đi rừng về. Nước sông dâng cao cũng đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư, dự kiến sẽ di dời hơn 65.000 người. Trong khi đó, báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Việt Nam cho hay, tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 10, mưa lũ đã khiến cho 3 người chết và mất tích. Do mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua, đến hôm nay khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có gần một nửa số hồ đầy nước. Đặc biệt, hiện đã có 109 trên 221 hồ thủy điện phải xả qua tràn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương ở miền Trung bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi bị chia cắt. Hàng trăm hộ dân vùng cao đã phải chạy lũ và di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã làm cho nhiều nơi ở huyện miền núi Tây Giang ở tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nặng, cắt đứt hoàn toàn giao thông. Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi hôm 18 tháng 10 cho biết vừa phát hiện 5 con vọc chà vá chân xám bị một nhóm người đi săn trái phép bắn chết. Ông Ngô Vĩnh Phong, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết nhóm thợ săn đã bỏ chạy sau khi bị đơn vị cùng công an xã và trạm quản lý bảo vệ rừng phát hiện. Cơ quan chức năng nói tang vật thu giữ tại hiện trường gồm xác 5 con vọc có trọng lượng từ 8 tới 15 kg mỗi con, một xe máy, một bình hơi cay để nạp hơi cho súng tự chế, 53 viên đạn chì, một ống giảm thanh. Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ cho biết đã tiến hành đông lạnh xác 5 con vọt và đang truy tìm nhóm thợ săn. Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 10 thông báo trao khoản tài trợ trị giá gần 3 triệu đô la Mỹ cho một dự án về hệ thống pin lưu trữ năng lượng ở Việt Nam. Trang Energy Storage đưa tin hôm 18 tháng 10. Tin cho hay đây là một dự án thí điểm tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời với công suất 15 MW trên 7,5 MW một giờ, với một nhà máy điện mặt trời 50 MW tối đa ở tỉnh Khánh Hòa. Trang trại năng lượng mặt trời được xây dựng bởi công ty liên doanh năng lượng tái tạo, kết hợp công ty nền tảng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam AMI Renewables và nhà phát triển nhà máy điện AC Energy của Philippines. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, một số tỉnh thành phía Nam quyết định mở cửa bán vé số trở lại từ ngày 22 tháng 10. Trước thông tin này, nhiều người bán vé số dạo bày tỏ sự vui mừng. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Các công ty thành viên trong hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thống nhất dự kiến bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 22 tháng 10 tới đây. Được biết, Ban Thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trước đó đã có công văn báo cáo xin chủ trương của chủ sở hữu về hoạt động kinh doanh xổ số trở lại. Nhiều người bán vé số dạo tại thành phố Hồ Chí Minh khi biết được thông tin này đã bày tỏ vui mừng vì sau nhiều tháng trời cách ly không có thu nhập, giờ ngày đi bán lại sắp cận kề. Không chờ để mà có cái thu nhập lại. Cái 3 tháng nay rồi, tính từ 10 tháng 7, chú hoàn toàn bị cách ly rồi. Cái ở giờ là nhờ mấy mạnh thường quân ở trong xóm á, tới phải cho gạo, cho đồ ăn. Mà chú thì tại giờ chú còn chút tiền nhà nọ 3 tháng rồi. Cái khoảng tháng 4, tháng 5 á, chú khi dịch á, là chú bán vé số, vừa bán vé số vừa chạy xe ôm. Rồi tháng 6 chú hết bán vé số được á, chú mới chạy. Bắt đầu 10 tháng 7 á, cái cách ly rồi. Từ ngày mà dịch tới giờ 4 tháng á, nhà nước không có cho bán. Ai ở đâu ở đó, cũng như là hàng rào rồi cấm tờ, không cảnh ga đâu, không ai đi được. Cô cũng chẳng có bán được luôn, thành ra cũng khó khăn. Tuy vậy, nhiều người bán vé số dạo cho biết họ vẫn cảm thấy lo lắng vì mặc dù cuộc sống đang dần trở lại bình thường mới, nhưng hơn 4 tháng qua, nhiều người không có việc làm ổn định. Cuộc sống khó khăn gấp bội, nên tiền lo ăn từng bữa chưa chắc đủ, huống hồ như tiền để mua vé số. Từ thực tế đó, nhiều người cho biết có lẽ họ nên tìm thêm việc làm khác để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Trong từng ngày để bán vé số mới kiếm tiền, chứ giờ hỏi đâu có tiền đâu. Cô cũng lớn tuổi rồi đâu có làm được, 60 tuổi rồi. Ra đây buôn bán rồi, ra bán cái này kiếm ngày 20-30 ngàn về đi chợ, cơm ăn. Tiêm tục 3 tháng không mới làm, chỉ là cái ngày 30 tháng 9 á, chú mới đi bán lại. Bây giờ chú đang bán bánh mì thôi, mai mốt có vé số thì chú phải tính bán hai thứ. Chừng nào vé số ổn định thì chú mới bán lại. Tại vì 22 tây tháng 10 á, thì sợ vé số nó bán không có bền. Chú phải tính hai thứ, vừa bánh mì vừa bán vé số. Chú nghĩ vậy nè, bây giờ người ta đã không có tiền rồi, mình bán vé số sẽ khó khăn hơn. Tại vì vé số người ta không mua cũng được, còn đồ ăn bánh mì người ta sẽ phải ăn, đó. Sẽ khó khăn bán, nhưng mà phải kèm theo hai thứ, mà bán một thứ là chết. Tại thành phố lớn nhất phía Nam, hoạt động buôn bán vé số của đại lý và người bán vé số dạo trên địa bàn đã bị tạm ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Một ngày sau đó, vào hôm ngày 10 tháng 7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thành phố đã hoàn tất hỗ trợ 1.500.000 đồng một người cho 20.300 người bán vé số dạo trên địa bàn, bao gồm khoảng 8.000 người từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh để tạm trú, cư trú hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều người buôn bán vé số dạo cho đã cho tự do hay, họ không nhận được bất cứ hỗ trợ gì từ phía chính quyền trong suốt thời gian giãn cách mấy tháng qua. Chú là người coi như là không có hộ khẩu, không có gì đó, chỉ ở tạm trú thôi. Chú Bình Chánh Thủ Đức á, chú không có nhận được cái gì. Có bà con mạnh thường quân á, mấy người như cháu nè mạnh thường quân á, nó cho như có bì chiếc gạo tạm dân nhà nước có hỗ trợ đồng nào không, nhà nhỏ em nó cho đồ qua ăn thê thảm luôn. Thành phố Hồ Chí Minh vừa nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Vậy là sau 3 tháng liên tiếp không kiếm được thu nhập, nhiều người bán vé số đã lao ra đường tìm đủ cách mưu sinh với hy vọng sẽ cầm cự được đến ngày 22 tháng 10. Áp lực chứ, không áp lực chứ, sau đi cày nói gì, cực sau cũng phải đi cày, từ từ coi làm sao, kinh tế trên xã hội làm sao, cái nào hay chú làm cái đó, chú làm hai thứ mới sống được. 150 và cách buổi chiều chú đi bán giấy giò chạy xe ôm nữa. Buổi chiều 4 giờ đi bán giấy giò đó, sổ xong giấy số rồi đi bán giấy giò, xong rồi lưng lại thế giới á. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện,
quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.